Ok, hello cho các bạn. Tudu vala cho các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thế Giới Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Ngày hôm nay mình đang ngồi mặt ở bản KIT các bạn, em Kim Khánh và gia đình có hỗ trợ mình cũng như bản Kapingala cũng như bản KIT là một số là cái xưởng và cái cuộc mới các bạn. Ở đây thì mình mua thêm 5 cái cuộc mới và 5 cái xưởng các bạn. Bởi là hiện tại bây giờ bản KIT mình đang chủ động là sẽ làm ruồng nên là rất cần cái xưởng này ở phía khu vực trũng ở dưới kia. Là cái xưởng này rất phù hợp là khi đào mương máng và đắp bờ các kiểu các bạn. Thì mình là chủ yếu là bên này mình mua thêm 5 cái xưởng và 5 cái cuộc. Bây giờ mình sẽ cùng mọi người thì sẽ tiến hành là đi xuống dưới kia để đo đạc, để chia lô chia được ở dưới đó để mà sau này là chia từng ô từng thửa để mà làm lúa các bạn. Dưới này xuống cắn rồi bắt đầu là sẽ tiến hành là đo đạc làm sao để cho những cái ô lúa cho nó đẹp, đấy, vuông thành sắc cảnh nó đẹp giống như Việt Nam mình các bạn. Qua đây mình cũng có nhờ bạn Đông, thì bạn Đông đang sắp xếp thời gian là trên đường vào đấy để cùng mình hỗ trợ người dân bản là chia ô chia thửa dưới này cho nó đẹp ấy. Là thứ nhất mà sau này cái kinh nghiệm bạn Đông cũng có bạn bảo là ba đời làm nông thôi nên bạn cũng có kinh nghiệm trong lúa này, thì mình đang nhờ bạn là hỗ trợ mình giúp mình với. Buổi sáng á thì bạn nấu ăn sớm hơn và tối buổi chiều thì bạn có thể tranh thủ về sớm hơn một xíu. Bạn vào đây sẽ hỗ trợ mình, lát nữa bạn sẽ vào thì sẽ lên hình cùng mình và mọi người luôn. Ok các bạn, thì qua đây mình thay mặt người dân bản KIT gửi lời cảm ơn đến gia đình em Kim Khánh. Một lời cảm ơn vô cùng sâu sắc. Dạ, esi e pa sada uma senhora la Vietnami e manda para nosso. Então esse tudo é muito nosso. Ah, cái này là đây mọi người rất là vui các bạn. Ok, thì bây giờ anh em mình sẽ cùng mọi người sẽ di chuyển xuống dưới kia. Thì lát nữa bạn Đông vào thì bạn sẽ xuống sau. Vào một lãnh bài xuống, vào một DVD, vào một depois vamos nós cultivar a aurora aí lá embaixo. Cabe, cabe. Ok, vamos. Ok, các bạn, bây giờ sẽ tiến hành xuống phân lô đắp thửa các bạn để mà tạo mương máng để cho nó đụt phen lên các kiểu các bạn. Thì mình đang nhờ bạn Đông đi, bạn Đông đang sắp xếp đến đường vào đấy, thì bạn Đông có kinh nghiệm nhiều hơn mình trồng lúa. Đấy, trồng lúa thì mình chưa có kinh nghiệm nên là phải nhờ bạn thôi. Thì giai đoạn này thì cũng chưa cần thiết để nhờ anh Quý. Đến lúc nào đó mà gieo mà đô cả kiểu thì lúc nào cần thì mình sẽ liên hệ về chủ lính Philip để nhờ anh Quý vào phụ giúp mình. Ramiro ngày hồi làm mùa các bạn. Đấy, chỗ này thì nước các bạn này, nước này là gọi là nước rin đấy, nước này là nó cứ có sẵn như thế này đấy. Mùa khô thì nó giảm bớt đi. Chứ còn mùa mưa thì nó cũng ướt như thế này. Đây là có một cái mương sẵn đấy các bạn. Chắc là mình sẽ lấy cái mương này làm gốc. Vai Pedro, vamos fazer assim, né? Vamos fazer assim. Uma vala assim, né? Bandão xuống rồi kia, ra rồi kia. Bandão ơi, nhanh lên. Chào các bạn nha. Không, mình theo mình nghỉ như này bạn này. Cái địa hình ở đấy nó cũng dốc lắm đúng không? Hay là mình làm vuông như này luôn? Không, vuông ấy lắm. Giờ kéo nó hơi chéo trước á. Tiên là mình làm một cái mương ra kia. Sau mình phân cấp đi. Một cái mương thẳng ra ngoài kia. Rồi bắt đầu là mình lấy khoảng 10m1 xuống. 10m1 xuống. Rồi mình san cho nó bằng. Tại cái góc này nó phải dốc phải 20 độ. Nào, đi nhà tao. Nhưng mà có phải đào như này mà. Đúng rồi, đào sẵn hai bên cho nó vuông đẹp ấy. Đây mình đang thử đây, đây. Vâng, thưa các bạn, bây giờ anh em
mình Esituru Tapai đã có giống lúa rồi, giờ mình quyết định ngay và luôn trồng lúa mọi người. Bây giờ mình làm, trước tiên mình làm một cái mương thoát nước ở đây mọi người. Đây, đây thẳng ra ngoài kia cái mương trên đấy mọi người. Rồi bắt đầu làm một cái mương bên này nữa và bắt đầu mình sẽ lên bờ cửa. Cái này cắm đây, đây xuống kia một đường mương. Cái mương này rộng ấy nhờ. Rồi mình đắp đắp ra hai bên. Đắp ra hai bên làm cái đường đi luôn. Ừ. Này phải lấy sâu sâu vào đây. Sâu quá bạn ạ, rộng quá. Amara. Amara kia là bôi bôi sẽ phu sáng. Vamos, vamos trabalhar. Puxa para aí, cavala até aquí. Irmão. Trước tiên là mình sẽ chọn một cái khu vực nào nó bằng nhất đấy mọi người để làm đã, rồi sau này rồi những cái chỗ dốc thì mình sẽ nó mất thời gian hơn đấy, sẽ để một thời gian sau. Pusa atela này nơi nó bay xuôi bắt xa mấy mùa la mình đang thực nghiệm các bạn. Asen ya turu besa con yesi khaje ke ai nào nào à. Đây là primera vez. Được rồi, bây giờ mình sẽ cho người dân biết là sẽ làm gì nhá. Bây giờ Asin faje vala taba đâu với faje kì con tivi arroz tago tu nè tago tu arroz arroz mai cùi à nè. Ok, tao vong muốn làm một con mương thật thẳng mọi người, thật thẳng thật xa để thẳng cánh cò bay luôn đấy, như những người Việt mình hay có câu là động lúa thẳng cánh cò bay đấy. Vai, vào, começa. Não tem um medo de suja. Năm ruộng nào phải bẩn rồi. Chân nấm tay bùn. Mương này mình cho khoảng 1 mét bạn. Ừ. 1 mét chạy dài. Ừ. Rồi bờ, hồi mình đắp bờ đây. Mương này là mai mốt là tưới tiêu. Ừ, rồi đấy. Bạn ơi. Cái mương này, phải cái mương này nữa này. Trước tiên làm cái mương này trước đi. Ok. Dạ. Vamos cavar esse. Vamos cavar esse và lá. Đây, bạn nhân đang nằm mẫu đây mọi người. Nằm mẫu cho người dân đào đây. Trước tiên cái bùn nó nhão ấy. Mình cho nó nên một hình thành một cái bờ vừa vừa đó. Khi mà chờ đất khô mình mới cho làm đẹp mọi người. Đây là mới hình thành để cho nó rút nước, đúng không bạn? Đúng rồi. Cái này thì cũng phải mất mấy hôm đấy. Mất mấy hôm nó mới khô được. Trời nắng thế này thì phải cả tuần này, có khi cả tuần đấy. Thì bây giờ mình đang trong giai đoạn chờ hạt giống. Đấy, chờ giống cho nó được đấy. Đấy, theo kinh nghiệm của những người nằm nông lâu rồi thì giống mới phải để một tháng ấy, nó mới nên đều được bạn. Ừ. Chứ mình vội vàng là không được. Phải hỏi người đi trước chứ. Cái này phía dưới này cho một số người làm thôi. Để tập làm mọi người. Còn phía trên kia vẫn đang tiến hành trồng mía. Phía trên kia hôm nãy mình vào mình có gặp. Lúc này mình bố trí cho mọi người làm trên đấy. Bên nhà. Ngày mai thì sẽ kéo toàn bộ xuống đấy. Bên nhà tưởng bạn nhân ở trên đấy không thấy bạn đâu. Hỏi người dân mới biết bạn xuống trên này. Mình phải ở đấy, mình phải có mặt đấy chứ. Để mà cùng với mọi người để mà làm mướn chứ. Các bạn làm mẫu vậy thôi mai ốm rồi bạn đi được đâu bạn. Mình là chủ chốt mà, có vấn đề gì mà hơi sổ mũi phát này. Khát khô cổ họng rồi, với lại là giờ là thở ra mang tái rồi các bạn ạ. Đây các bạn, đây là chỗ khu vực này nó bùn đầy nhão rồi. Cho mình mới cho đắp sơ sơ lên trước đó. Khi mà nước nó rút nó khô ấy. Thì mình mới hình thành được một cái mương nó đẹp mọi người. Khi mà đất khô thì mình mới đắp được. Còn đất nhão là chỉ có kéo lên cho nó hình thành một cái bờ thôi. Cái này mình cái mương này đắp càng cao càng tốt bạn ạ. Nhờ máy một trời mưa vào mùa mưa chẳng hạn ấy. Nó chảy tràn vào ruộng ấy. Đúng rồi. Mấy cái bờ mình đắp cho cao. Đấy, khu vực gần sông gần hồ này kia. Bờ đê các thứ phải gia cố nó thật là. Mà bạn thấy mình đào này đâu? Con nhà nông chính hiệu hay. À. ba đời làm nông đúng không? Đến đời mình mất nghề luôn. Bàn đông, bà đây làm nấu cả bàn nhưng mà đến đây bàn đông là nấu ăn. Đấy, không biết thế nào ấy.
Mình nấu ăn là mình thương anh em thôi. Sợ anh em đói rồi mệt ấy. Sức khỏe là quan trọng nhất mọi người. Muốn làm cái gì cần trước tiên là cần có sức khỏe. Chứ làm thì ta làm đúng không? Chứ sức khỏe là vốn quý quan trọng lắm. Thời gian tới là có đầu bếp mới, mình sẽ cùng với bạn Nhân luôn, xin sao. Thời gian này mình chỉ có rảnh được thời gian lúc nào mình ra mình phụ bạn ấy thôi. Đúng bạn? Ừ. Đây. Anh em hỗ trợ nhau hết lòng rồi. Cố gắng làm sao để công việc là luôn luôn thuận lợi và luôn luôn đi lên. Nói thật các bạn là cũng nhờ bạn Nhân ấy, mình mới được có cơ hội là tiếp xúc với khán giả. Cũng là công lao của bạn đấy. Không, nó có duyên cả bạn ạ. Rất là to. Đều có duyên cả. Không, trước tiên mình ấy trước các bạn, mai mốt trang giấy. Rồi, mình biết đấy. Chỗ này mình làm mẫu để bạn khen thì thôi mà. Nhưng mà thở ra là hơi lỗ tai đấy các bạn. Lâu ngày nói chung là các bạn biết rồi, mình sang đây thì cái ngành nghề của mình nó cũng liên quan đến nông nghiệp á. Nên là nhiều lúc là chạy tay. Làm được một lúc là cũng mệt. Nhanh mệt lắm. Thôi bây giờ để cho mọi người làm thôi. Để giữ sức để mà cày cuộc theo mọi người chứ không mà mình dốc hết sức là mai một là nằm ở nhà là ở đây dừng lại hết rồi. Đúng bạn. Cái khó nhất là trong lúc mà làm này là trước tiên là phải cái bờ thửa mọi người. Ở sau này mà nó đã vuông thành sắc cảnh đã quy củ đi, thôi đi vào quy củ thì cứ vậy mà ấy thôi, cứ vậy mà làm thôi, cày và cấy thôi. Cái bước đầu tiên thôi, cho người dân cũng có cái trải nghiệm ấy mọi người. Mai một là sóng bơ rồi ngắn thửa đâu cả kiểu sóng là sẽ cho tiến hành sợi cỏ thu gom cỏ các bạn. Đấy. Cái ruộng mà khô mượn được bo mà cày thì đẹp tuyệt vời luôn. Cái này là cái lòng hồ nhá mọi người. Khi nó vỡ này bắt đầu là nước nó rút đi. À, anh em mình tận dụng thôi. Và đây mình không nói trước được. Đúng rồi. Là khi nào người ta đắp ấy, nhưng mà như mình nghĩ chắc mùa khô chắc người dân chưa phải mua mưa họ mới đắp. À, mình lợi dụng cái này. Không, cái này bạn ạ. Cứ mua mưa nhá, nước ngập thì mình bỏ. Xong mùa khô đến mình lại tiếp tục cấy lúa thôi. Được bao nhiêu là phân ấy, đỡ bao nhiêu là phân ấy. Phù sa nó đầu sau này rồi. Nó có bờ thửa sẵn này. Là mình cứ vậy mà làm thôi. Đấy, nước rút là mình xả hết ra rồi bắt đầu là mình tiếp tục mình làm thôi. Cái bùn này gieo lúa thì phải biết bạn này. Đây là mình cố gắng kiếm một cái đường thẳng nhất định. Khoảng 150m này bạn. Cà bà đi đây tui nhá. Nào cà bà tí bù cò bà bà tiêu mà bảo nhá. Bảo mọi người là lấy mương đào cho thẳng như đào giống như một con rắn mà bị đập một... Quê mình gọi là rắn bị đập một cô kia các bạn. Nó quằn quại đấy, lúc đấy là... Xin mau... Cô bà bà tê u mà, bảo ấy, bí cà tốt tuần ấy. Đây giờ mình sẽ lấy một cái đường mương thẳng... không, nó không bị đổ bên nào mọi người. Rồi sau này cứ vậy mà cứ nhấn xuống 10m1. Các bạn nhân lên 10m nhân 150m là cứ vậy nó ra số sào thôi. Làm đây mình tính là sào 5 bộ ấy mọi người. Sào 5 bộ nó là 1000m2 ấy. Cho nên là mình cứ vậy là mình nhấn thôi. Xuống tới dưới. Rồi sau này cái phía bên này cũng thế. Cái đường sau các bạn ơi. Viên á Anton. Viên. Cái phía đường sau này các bạn. Đấy. Cũng sẽ làm như vậy luôn. Thế mà làm xương cá để thứ nhất là tưới tiêu nó dễ, mương ở giữa này. Làm ruộng thì có vất vả đây, quan trọng là hy vọng là cái tinh thần làm việc của người dân đấy bạn nhỉ. Ừ. À, người dân chịu khó thì chẳng mấy chốc. Nói chung là cứ phải có động lực bạn ạ. Giống như anh thư ký hôm vào thăm trang trại của chủ Linh Philip rồi, cũng đã thấy tận mắt rồi, thơ tận tay rồi. Nên là sẽ về đốc thúc mọi người cùng làm thôi. Cái gì thế cứ phải thấy tận mắt và sơ tận tay thôi. anh nhìn thấy cái ruộng lúa của bạn Linh mà anh thích rồi. Anh em mình còn thích, anh em mình người Việt Nam từng thấy đồng lúa này. Nhìn thấy còn thích nữa đúng không bạn? Ừ đúng rồi. Ta không phải thích mà gọi là nghiền. Với lại giống lúa của bạn Linh là nó đã hợp với thổ nhưỡng ở đây này. Ừ. Ôi, ta sổ bim mình từng. Nè một ly nhỉ. Còn bạn nhìn ly nhỉ. Ai đập rồi.
chỗ này nó đang ướt bạn, hôm sau đây ta sửa sau. Chỗ bên này đây. Tiên là cho một thành một cái cốt. Thẳng. Ừ. Kiếm một cái cốt đó. Để cho nước nó chảy đấy đi. Nếu mai một chỗ này nó khô là mình sửa lại. Nhưng mà làm khoảng thời gian tới làm đây rồi trong lúc trời giống luôn này. Khoảng 2 tuần nữa nhỉ. Bữa giờ 2 tuần. Ừ. 2 tuần nữa là bắt đầu. Nó phụ sao mai mùi tuổi. Tại mình mạ gieo để trồng để cấy. Nó cũng mất một thời gian nhất định. Đúng rồi. Nó phải cỡ như này nhỉ. 20 đến 25 phân nhỉ. 20 đến 25 cm ấy. Lúc đấy mới tỉa ra đây mình mới đi cấy được. Xin máu ơi. Aqui tá muito molhado. Só fazer uma vala tipo normal assim, dessa água puxa, né? Depois algum dia aí fica seca. Depois nós reparar bem. À, chỗ này nó sinh nhiều quá đấy. Nên là mình nói với em xin máu là tao làm sao đẩy một cái mướng thôi để cho nước nó rút đấy. Mai một cái chỗ này khô để ta làm sao? Đất này làm ruộng thì tốt. Cái chỗ này đào lên bao nhiêu là nó sinh ấy, nó nhào ấy. Chỉ cho cái hình thôi. Ừ. Thế mình rút được mấy chỗ này, mai mốt chỗ này nó cạn bớt. Cái chỗ này nước ở trên này nó xuống mà. Nước gọi là nước gì bạn đâu nhỉ? Nước rỉ nhỉ? Nước rỉ ấy. Tạo cái mướng được cái là nó khô. Chỗ là cơ bản là mấy chỗ nước nó rỉ nhiều các bạn, nước rỉ á. Còn những cái chỗ này thì nó cũng đơn giản hơn đấy. Mai mốt là đất khô thì nó mình có thể dùng xẻng mà đào các bạn. Nó lên đẹp hơn. Dạ, ai tâm ấy áp dịch gần ăn đi á. Ừ. Vâng, để xa qua. Phát xa là. Cái này phải dễ vã làm ăn. Được bôi cô dù, phá ra rì gà, ả rô. Dạ, cho con nhét xì kì ô nô phá dân đà Linh Phí Líp. Dạ, dạ. Thì rồi mau Linh Phí Líp ấy, ả rô ta bôn ấy. Lá sai muito arroz mesmo. Passa tonelada. Tonelada, não. Tonelada, né? Tonelada, 470 quilos. Mota bom tamma, mais wiki. Já tá levando um casa. É boi, arroz sai mais. Arroz sai muito. Ba chục bao khô. Nhiều. Thì bây giờ người dân bản Cai Ti này dân số đi làm khoảng 60 người. Mình chỉ sao tính sau này chia mỗi người được một bao là thấy. Cứ một người mà sau một người mà được một tạ thì đẹp. 6 tấn. rồi sẽ có à bạn à. Khi mà kinh nghiệm người dân đã có rồi. Kinh nghiệm trồng lúa người dân đã có rồi thì cứ vậy là mình ấy thôi. Bạn giao ruộng cho tôi tự làm thế đấy. Rồi, tương lai một tương lai rộng mở đây mọi người. Tương lai rộng mở sẽ đến với người dân bản Cai Ti đây. Cái lần đầu tiên mình đến bản này, hôm bạn nhân về là mình cũng thấy là bản rất đẹp. Mình có nói một câu là thiên thời địa lợi. Còn mình không dám chắc là nhân hòa, nhưng mà được một thời gian rồi ấy, thì mình nghĩ là sẽ nhân hòa thôi. Đây nhân đấy. Nhân đến rồi. Mình quả hoa thuần mà. Đến rồi. Mình quả hoa thuần luôn bạn ạ. Nhân hòa đấy. Đấy, thiên thời địa lợi nhân hòa các bạn. Địa hình ở đấy cũng rất là đẹp. Trên thì trồng ngô, trồng đầu. Dưới này thì trồng lúa. Đồng lúa thẳng cánh cò bay. Có cả cò. Ôi, bạn đồng ơi. Cái khu vực này là gọi là một cái khu vực rất là bé đấy. Ở trên kia kìa. À, trên kia nữa. Ở trên kia rộng lắm. Rồi, trước tiên mình sẽ làm ở đây đó. Mình chưa thể đúng rồi. Cái xa ấy bạn. Không. Chợ ở đây ất giáp. Mình làm từ từ thôi bạn, chậm mà chắc được, mình làm từ từ thôi. Miền Nam sao là cứ có cái nông sản với là lương thực thu hoạch đều cho người dân là được. Đúng rồi, chứ là mình làm ồ ạt rồi cuối cùng... Không chăm sóc được. Không chăm sóc được ấy, mất thời gian, mất công sức của người dân. Aqui, onde? Trazer esse pavé aqui, á? À, cái này vô đề phun được. Để sản phẩm sẽ có một đề agua de se tu đủ. Ok các bạn, thì bây giờ cũng mùa rồi mọi người. Thì mình hướng dẫn cho người dân là tiếp tục ngày mai là cứ thế này, theo giấy thế này mà đào thôi. Thì nội dung video ngày hôm nay mình xin tạm dừng tại đây. Các bạn thấy ý nghĩa thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Thế Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Và đừng quên, và không quên là góp ý cho mình làm sao đấy để cho mình ngày càng hoàn thiện hơn. Đấy, cái lúa này thì như mình cũng đã nói rồi,
Thì cái kinh nghiệm của mình là con số không tròn trĩnh luôn mọi người. Máy giờ ở đây thì có bàn đông. Bàn đông nói chung tranh thủ là một chút thời gian hiếm hoi ra đây phụ mình. Cái gì đầu tiên nó cũng đang còn khó khăn cả. Thì mong sao sau này thì nó sẽ thuận lợi hơn. Ở phía dưới này thì mong sao là đất với cái mương nó dễ làm hơn. Trên này thì nó đang ở bước đầu, nó đang còn gặp nhiều khó khăn các bạn. Có những chỗ nó sinh lây á, nó lụt đến đầu gối á. Đấy, nó ngập đến đầu gối á. Nhưng mà mình ví dụ như mình làm còn hơn là cứ ngồi nói đúng không bạn? Đúng rồi, rồi phải làm thôi. Trước tiên là bây giờ cứ bắt tay vào là làm đi. Rồi đến đâu là sẽ học hỏi đến đấy. Ôi đúng lắm. Cái này ngay cái mương người dân đào xưa. Ok, thôi chào các bạn nhá. Hẹn gặp các bạn vào video ngày hôm sau nhá. Vẫn tiếp tục đào mương đắp bờ đúng không bạn? Phải mất cả tuần đấy, chục ngày ở đấy đấy. Ở nhà nấu ăn thì bấm điện thoại thì cũng thích, ra đây lôi bùn. Không, mình cảm thấy nhớ dân bản bạn. Ok. Giống như mình có cái gì gắn bó với người dân một thời gian ấy. Lâu không được gặp người dân này, không được. Gọi là quyền lượt mà này, bạn ở nhà làm tẹt đấy, tẹt lên đấy, đang sống đấy. Cái này mình muốn đi này cho vận động một tí, chứ nằm ở nhà không chán lắm.